đang ngồi giữa một kho kéo các bác ạ. Và đang không biết chọn mẫu kéo nào tốt nhất để test thử cho các bác nhà mình được xem. Và kho tổng kéo này thì đây là một kho kéo giá thấp nhất với tất cả những dòng kéo cắt giữ quả trên cao cầm tay. Đấy các bác có quan tâm đầu tiên là em đang ngồi trên một cái gì không ạ? Em đang ngồi trên một cây kéo. Đấy và em sẽ đứng dậy và cho các bác nhìn mình xem cây kéo đó là cây kéo gì mà sao nó lại khỏe như vậy. Đấy và với kho kéo này thì sẽ có vô vàn những dòng kéo cắt giữ quả trên cao, kéo cầm tay giá rẻ. Đây là một cây kéo Santa các bác ạ. Và cây kéo Santa Đài Loan nhập khẩu này có chiều cao 3m, giúp các bác thì mình cắt giữ bưởi, gốc, tất cả các loại quả trên cao từ 2kg trở lại. Thì bây giờ em sẽ đi test thử luôn cho các bác nhà mình được xem về mẫu kéo này. Và giá của từng loại là bao nhiêu ở kho kéo ngày hôm nay thì em sẽ báo cho các bác nhà mình nắm bắt được để các bác nhà mình lựa chọn trong mùa hái quả năm nay các bác nhá. Chỉ cần đứng dưới gốc thôi. Và bây giờ em sẽ đi ra ngoài để test thử về cây kéo Nhật hàng nhập khẩu và cây kéo Santa Đài Loan. Em bắt đầu đi nhé. Em ra ngoài vườn nhé. Trên tay em đây là đang cầm cây kéo Santa này. Cây kéo Santa rất chỉ là đặc biệt. Và cây kéo Nhật thương hiệu con cua này nó đặc biệt như thế nào? Em nó sẽ mở cho các bác nhìn mình được xem. Với tất cả những dòng kéo ngày hôm nay thì sẽ đều được tặng theo một lưỡi cưa. Đây là cái lưỡi cưa Nhật siêu sắc bén các bác nhé. Đấy và với cây hồng nhà em thì khá là cao. Đấy thì em vừa ra để em test thử mấy quả trước này. Sau đó bây giờ mình test thật cắt cho các bác nhìn mình xem về những chất liệu của nó như là và tại sao nó cắt được những cái chùm hồng to như vậy, không rơi, không bầm dập một chút nào. Đấy, cây này thì nó sẽ là nhôm hợp kim titan toàn bộ luôn các bác ạ. Cây này thì vô cùng là chất luôn, cắt ngọt lử. Đấy, và đây là cây kéo Santa các bác nhá. Cây kéo Santa này thì các bác nhìn mình muốn thu vào như nào thì đầu tiên khi mới mua về thì các bác nhà mình phải mở phần tay cầm ra là đầu tiên, sau đó là các bác nhà mình ấn vào cái rễ này để rút chiếc kéo dài ra tùy theo mức độ nhá. Nếu như dài hết cỡ này, dài hết cỡ thì mỗi một cái thân kéo nó sẽ có một cái lỗ ở đây. Các bác nhà mình nhớ làm sao rút để cho nó vào đúng lỗ như này nhé. Đấy các bác thấy không? Ok, rất chi là ok. Và em sẽ test thử luôn ở cây kéo Santa Đài Loan nhập khẩu này. Đầu tiên là chơi lớn là phải cắt cành to luôn các bác ạ. Các bác nhìn em cắt này. Đây là một cành hồng. Nếu như không có chiếc kéo như thế này thì các bác nhà mình cắt nó rơi, nó bầm dập hết, rất chi là tiếc. Đấy, và hôm nay thì em cắt hồng và bác nào mà chưa biết cách ngâm hồng nhá, em hãy chia sẻ cho các bác về cách ngâm hồng luôn. Em hãy chọn một cái cành nào to hơn nữa để em cắt cho các bác mình được xem. Đấy, chỉ cần đứng dưới gốc thôi các bác ạ. Cứ chọn cành cao. Đấy. Ôi cái cành em cắt nước rồi nhưng nó bị mắc. Em sẽ lấy cái ngoàm để ngoàm nó xuống nhé các bác nhỉ. Ôi. Cắt cành lớn nữa để cho các bác nhà mình xem. Về dòng kéo này các bác nhà mình không phải lo về cái độ cong cành, nó cắt dễ lắm các bác. Các bác nhà mình dòng cành chỉ là cành cắt kẹt quả ở độ cao, 3-4 mét đều ok. Rồi, rất chỉ là ok nhé các bác nhá. Đấy, về một cây kéo cắt giữ quả trên cao như thế này em vừa mới test thử cây kéo Santa. Các bác thấy chỉ một chút thôi mà em đã cắt những cái cành to như này. Với những cái chùm hồng ngon như thế này thì các bác nhà mình còn gì lo bầm dập về những cái quả cái hoa trái trong vườn của các bác nữa. Các bác hãy sử dụng ngay một cây kéo cắt cành trên cao như này nhá. Và bây giờ thì em sẽ đi về kho để quay cho các bác chi tiết về từng loại kéo một để các bác nhà mình được tham khảo cái video ngày hôm nay. Các bác đang tham khảo về mẫu nào, giá tiền của nó là bao nhiêu thì em chi tiết cho các bác nhà mình được biết. Về kho kéo này thì đây đang là một kho kéo giá thấp nhất và với loại kéo là chất lượng nhất. Em để cây kéo Santa ở đây nhé, cây kéo Santa vừa mới cắt. Đấy, và đây là cây kéo mà em sẽ đưa tới các bác giá thấp nhất ngày hôm nay để tri ân, để tặng giảm giá tới tất cả các bác làm vườn. Đấy, các bác này, cây kéo này thì gửi tới luôn các bác với cái giá sẽ là 250.000 đồng trên một cây. Cây kéo 3 mét nha các bác nhé. Thì ông nói luôn về dòng kéo này thì trước kia là rất chi là thịnh hành, các bác rất ưa chuộng. Thì gần đây có nhiều cái chương trình khuyến mại trong cái dịp mùng 2 tháng 9 này các bác mới mua cái giá thấp như vậy. Thế cho nên là các bác cần hãy đặt hàng ngay chiếc kéo này nhá. Để còn tiếp tục với dòng kéo khác. Như em đang ngồi đây là cây kéo Santa này các bác này. Đấy, cây kéo Santa này thực sự là nó vô cùng là khỏe và chất lượng luôn. Và trong cái dịp mùng 2 tháng 9 này cũng như là cái tháng mới, em có chương trình sale với cái giá đặc biệt tới tất cả các bác nhà mình đang quan tâm. Giá sẽ là 750.000 đồng trên một cây các bác nhé. Đấy, còn về mẫu kéo nào rẻ nữa bên này các bác ơi. Đấy, nhà em thì là một kho kéo lớn nhất và em chuyên cung cấp xỉ lẻ trên toàn quốc.
Cây kéo em đưa từ các bác là dòng cây kéo bìa đỏ đây các bác này. Cây này là 3 mét các bác nhé. Tất cả nó dòng 3 mét thì như các bác vừa xem đấy. Cứ thu vào thì là 1m8 và kéo dài ra thì nó sẽ là 3 mét. Cây này thì em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 330.000 đồng trên một cây. Đấy, và kéo này thì em đang có giá từ 200 cho các bác nhé. 200 là cây nào? 200 là cây kéo để dành cho các bác thì mình cắt tỉa ban công, cắt tỉa những cành la ra ngoài hàng rào mà không lo rơi, không bầm dập. Thì hiện tại em đang có một cái mẫu kéo mà em để trong kho cũng khá lâu rồi, thì cái phần lưỡi này của nó hơi bị mất màu một chút này các bác này. Cái này thì không giữ được quả, cắt rơi trực tiếp, giá của nó rẻ hơn cả một cái kéo cầm tay luôn. Ống của nó là ống nhôm trắng này các bác này. Với cái giá sẽ là 200 ngàn đồng trên một cây cây kéo này nhá, cắt không giữ quả trên cao. Đấy, và với những dòng kéo tiếp theo thì em sẽ đưa tới các bác đây ạ. Cũng rất chi là nhiều nhá. Đây. Và đây là một cây kéo mà chắc chắn là có những vùng cả làng mua cây kéo này luôn. Đây là cây kéo 3 mét của dòng bìa xanh. Cây kéo này là ống lục giác nên thì các bác cứ nói luôn là cây kéo này hàng liên doanh. Đấy, về phần thân của nó rất chi là cứng. Thì cây kéo này là em đang đưa tới các bác là 600, nhưng trong cái tháng này sẽ giảm giá là còn 500. Các bác nhớ vào cây kéo liên doanh nhé. Tay của nó sẽ là tay màu đỏ đây các bác này. Tay màu đỏ như này. Đấy, tay màu đỏ, 500.000. Còn về kéo Nhật thì sao? Kéo Nhật và kéo 4-5m đây nhá. Em hãy đi về những dòng 4-5m trước, sau đó thì em sẽ giới thiệu này. Em sẽ giới thiệu về cây kéo Nhật. Về cây kéo 3m của dòng thu về 1m4 đây các bác này. Cây này thì nó vô cùng là gọn gàng. Và nó sẽ còn có một cái lò xo trợ lực ở đây. Đây là cái lò xo trợ lực để các bác nhà mình cắt làm sao cho nó khỏe nhất. Nhưng mà cái lò xo này khi cắt thì nó sẽ đi vào bên trong này chứ nó không ở ngoài để mãi các bác nhé. Đấy, về một cây kéo 3m thu về 1m4 thì nó sẽ thấp hơn em như thế này. Giá của nó đang là 450.000 đồng trên một cây. Đấy, và tiếp tục là tới cây kéo 4m thì sao? Cây 4m. Đây ạ, cây 4m. Cây 4m bìa xanh thì nó đang rơi vào là 600.000 đồng trên một cây các bác nhé. 600.000. Và lưỡi của nó sẽ là lưỡi 7cm các bác. Có cả 5m đấy, các bác chọn mẫu nào. Đấy, còn về cây kéo mã quy đấy các bác nhé. Mã quy là một cái cây kéo mà bên đại lý em đã cung cấp khá là nhiều. Cây kéo mã quy đây ạ. Cây kéo mã quy ở trong này sẽ có cả 5m, cả 4m. Và với dòng kéo này thì đều tặng theo một lưỡi cưa. Tất cả kéo này em đều tặng theo một lưỡi cưa. Cây kéo mã quy này thì nó là cùng với cái dòng này các bác nhé. Đấy, thì nó đang rơi vào 4m là 700 và 5m thì sẽ là 800 các bác ạ. Đấy, và bác nào mà đang muốn mở cửa hàng, đang muốn mua sỉ về bán, cứ liên hệ trực tiếp với em qua đầu số điện thoại em để ngay trên màn hình video đó nha các bác nhé. 4m và 5m, tay có lò xo trợ lực của mã quy các bác nhé. Mã quy. Đấy, và với những mẫu kéo xén dưới, các bác muốn xem kéo, à đây còn cái kéo giật cành này, quên chưa giới thiệu với các bác này. Cái kéo này, cái kéo giật dây 5m này các bác nhá. Đầu giờ diêm, kéo diêm. Đây các bác có thể mua độc cái đầu không được, có mua theo cái xảo được. Cái này nó có mấy loại cơ các bác nhá. Thì em có nói luôn, rẻ nhất có bộ là 350.000 đồng trên một bộ. 400, 500 và 600. Có luôn cả cần cả kéo như thế này. Thì các bác đang tham khảo bộ nào, các bác nhớ vào Zalo để em tư vấn các bác. Các bác chỉ cần đứng dưới góc cắt cành như này, cắt như này. Cái xào này các bác nhìn mình rút ra được tới 5m luôn. Và cái xào này thì xào cứng. Xào này thì kể cả người 60kg đu lên cũng không bao giờ làm sao các bác nhé. Vì giờ trước đã hướng dẫn tới các bác rồi đấy ạ. Đấy, và là một kho kéo thì em sẽ có đủ loại. Các bác đang muốn xem mẫu nào như kéo cộng lực này, cắt cành to đùng này các bác này. Cắt cành to đùng cho em nhé. Kéo ra. Đấy, cây này là giá thấp nhất, nó đang có giá là 250 250.000 đồng trên một cây. Và có những cây nó còn tới 500.000 đồng một cây cơ các bác ạ. Thì các bác đang cần mẫu nào. Đấy, như tay em cầm đây là 250 nhé. Còn các bác muốn tham khảo mẫu xịn thì vào Zalo của em, số điện thoại em ghi ngay trên màn hình đó. Thì em sẽ tư vấn các bác nhé. Còn về cây kéo xén hai chức năng siêu nhẹ như thế này. Cây này nó sẽ có một chức năng là để cắt cành. Cắt cành to như ngón tay của mình, cắt ở đây. Cắt đây này các bác này. Còn phần này các bác thì mình tạo tán, tạo phẳng, tạo vòm, tạo cành. Cây này nhẹ lắm, cố định luôn. Nếu tạo vòm thì mình cắt quay như này. Còn cắt tạo phẳng, cắt cây hàng rào thì cắt như thế này. Với giá của nó đang giảm giá 100.000 đồng một cây. Có nghĩa nó sẽ còn 250 trên một cây, miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Đấy, còn về kéo, em có cả kéo bút đi công nghệ Nhật. À, còn kéo Nhật chưa chi tiết tới các bác và báo giá luôn nhỉ. Về cây kéo Nhật đây ạ. Cây kéo Nhật đâu nhỉ? Đây,
Cái kéo Nhật mà nguyên đai nguyên kiện em vừa mới đi mở cho các bác xem nhé. Cái này thì em đã gửi với các bác rất chi là nhiều, được tặng kèm theo một lưỡi cưa. Cái mã này của nó thì rất chi là chi tiết, nó cắt bằng dây thanh, dây nhôm hợp kim titan đây các bác nhé. Và thân ống của nó cũng sẽ là nhôm hợp kim titan. Con này thì nó đang có giá là 1.800.000 trên một cây các bác ạ. Cây kéo Nhật thương hiệu Con Cua. Đấy, còn về kéo bút đi hàng công nghệ Nhật đây nhá. Em có cả kéo bút đi công nghệ Nhật đấy các bác này. Cũng là một cái mẫu kéo rất chi là xịn luôn, siêu nhẹ. Càng đắt càng nhẹ các bác ạ. Đấy, sử dụng dễ dàng luôn. Còn tiếp tới là về dòng kéo. Dòng kéo đây là bộ kéo này. Kéo cầm tay hay là xẻng công binh đa năng. Đấy, và cũng cơ bản là em đã đưa tới các bác đủ loại rồi. Thì bác nào đang quan tâm tới mẫu nào thì em sẽ lên cho các bác nhà mình xem. Và chi tiết ở bên kho nhà em có những loại gì, các bác nhớ nhấn đăng ký kênh của em nhé. Để mỗi một hôm sẽ đăng tải 2 đến 3 cái video để các bác nhà mình lựa chọn rất nhiều những cái dụng cụ hay qua những cái đoạn clip ngắn như này. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Nhớ cho em xin một like, nhấn chuông, nhấn đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác những dòng kéo cắt hoa quả không rơi không bầm dập tốt nhất của bên đại lý của em. Đấy, các bác nhìn với số lượng cứ chồng chất như này thì kho bên em sẽ còn có nhiều những cái sản phẩm hay lắm muốn đưa tới các bác nhé. Cho nên là đừng quên đăng ký để xem được rất nhiều những cái sản phẩm hay. Cảm ơn.